các bước để chúng ta có thể làm trắng da body. Có rất là nhiều các bước để cho các chị em có thể làm trắng cái da body của mình. Và các chị em hãy lưu ý rằng da body của chúng ta muốn trắng sáng, đầu tiên da body của chúng ta phải loại bỏ hết tất cả những cái lớp tế bào chết. Buổi tối khi mà các bạn tắm và làm sạch da của mình, các bạn phải sử dụng những cái loại sữa tắm mà đi được hết tất cả những cái lớp vi khuẩn ở trên da. Và đặc biệt lưu ý rằng là một tuần chúng ta hãy tẩy tế bào chết 2 lần một tuần. Thêm vào cái bước tẩy tế bào chết đó, các bạn có thể sử dụng những loại bông nhẹ nhàng hoặc là những cái bàn chải lông nhẹ nhàng để chúng ta có thể thoa đều ở trên da của chúng ta để loại bỏ đi lớp tế bào chết ở trên da. Đặc biệt sau khi chúng ta tẩy tế bào chết rồi, các bạn có một cái lượng oil để chúng ta dưỡng đều ở trên da của chúng ta, giúp cho da của chúng ta mềm mượt hơn. Và sau cùng, bước thứ 3 mới là bước các bạn sử dụng những cái dạng lotion, những dạng kem dưỡng để giúp cho da của chúng ta trắng sáng. Và đó là 3 bước mà chúng ta nên sử dụng để muốn có được một làn da body luôn luôn trắng sáng và đẹp hơn. Đặc biệt là da của chúng ta sẽ càng ngày càng căng mượt và không bị lão hóa da. Chúc cho các bạn luôn luôn có một làn da thật đẹp. Nếu các bạn thấy video này của Vân Anh có ý nghĩa, hãy sub kênh và chia sẻ cho bạn bè để bạn bè các bạn biết được nhiều những cái phương pháp có thể chăm sóc da được tốt hơn. Xin chào mọi người ạ.